Đề nghị những ai từng đến nhà hàng gà rán KFC siêu thị Big C, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2021. Quán ăn số 211 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2021. Quán nước trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, đối diện cổng chính trường Đại học Y khoa Vinh từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 năm 2021. Xe khách limousine Đức Hiền đi từ Thái Hòa đến Vinh chuyến 18 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2021. Xe khách limousine Đức Hiền đi từ Vinh về Thái Hòa chuyến 12 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2021. Chợ Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Phòng khám Bác sĩ Phán, xóm Đồng Hồng, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021 từ 8 giờ đến 9 giờ, từ 15 giờ đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 8 năm 2021, từ 8 giờ đến 9 giờ ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021. Quán phở Trị Hà, gần phòng khám y Cao Thái Hà, khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, khu vực chợ Kim Khí, thị xã Thái Hòa, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Quán tạp hóa Nga Cảnh, khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021. Quán sửa xe Chú Bằng, ngã Ba Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2021. Quán ăn sáng Tuấn Lịch, đường mới Đông Hiếu, từ 7 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2021 quán nước đá quý xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, sáng ngày 15 tháng 8 năm 2021, liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất để được hỗ trợ, gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Số 19009095 Bộ Y tế Số 02386 555 666 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Số 093 37 115 tổng đài trả lời tự động và khai báo y tế khai báo y tế trực tuyến tại website tờ khai y tế vn ncov bluezone và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe